Dạ con chào bà. Hả? Bà lên đây đi, con quay phim tí xíu nha. Khô rồi. Đứng đâu? Đứng trên đây nè bà. À, hôm trước tụi con có lại quay phim nhà bà đó. Thì hôm nay con lại cất nhà cho bà nghe. Dạ. Dạ. Bà mừng không? Hả? Mừng không? Mừng chứ. Dạ. Nhà chảy hết rồi, có dạ. Nhà mới gì mừng rồi. Dạ. Bà là tên Thị Chanh phải không? Ừ. Dạ. Thì hôm nay thợ cuốn nền xong rồi đó. Thì một hai ngày nữa mấy anh em lại gáp nhà cho bà nghe. Dạ. Dạ. Chúc mừng bà nghe. Dạ. Đây cái nền thì được mấy anh em cuốn lên rồi chán lại cao gáo. Thầy cất lại cho bà cái ngôi cái nhà. Lấy. Dạ. Này hôm qua mưa hả? Hôm qua mưa quá trời mưa, chạy xi măng hết rồi. Dạ. Nhưng mà không sao đâu, ở đây mấy anh em cán lại rồi đó. Này trắng, dạ. Trắng hôm qua. Dạ. Vậy đẹp rồi nè. Vậy con chúc bà nhiều sức khỏe nha. Rồi một hai bữa nó cất nhà xong nó con qua quay phim nghe bà. Dạ. Nó chơi nghe không có, nghe không có đòi hỏi nó nghe, nghèo khổ lắm ạ. À. Chồng bà chơi á. Cất nhà mới gì mừng quá trời. Dạ. Ở có một mình hả? Ngày chảy rồi đó. Hả? Ở có một mình hả? Ở mình. Rồi con đi luôn bà ơi, con đi luôn nghe, con đi luôn nha. Dạ dạ. Đây Thiện đang qua ngôi nhà của dì Thị Tọt. Đây hôm nay nhà được mấy anh em cuốn nền rồi. Ôi chào chú. Hôm nay nhà được cuốn nền xong rồi ha chú ha. Hôm qua mưa mát không? Hôm qua mưa mát không chú? Bữa nay lót gạch rồi hả anh? Dạ. Đang nóng rồi nè. À. Nên không mưa dám lót gì, vì sao mưa hơi xi măng bả đó. Dạ. Lót cả bên kia gạch quá. Gỗ chứ không sợ. Tại nhà này có con nhỏ đó mình lót gạch đi cho sạch sẽ. Cô đâu rồi chị? Ở đâu vậy? Má lên lắm á. Mẹ hao đó. Mua được đá đó. Chú nữa chứ. Ba bên không mua được đá. Hôm qua mưa mắc cán lại hả anh? Mình cán bỏ. À. Lót bỏ không ra. Cán lại đó. Dạ. Cho hao đó. Thôi nữa lên nó cây nước nghỉ. Dạ con chào gì? Dạ. Sắp có ngôi nhà mới rồi mừng không? Mừng. Rồi à, cây nước con định khoan cho gia đình khoan đâu đây gì? Bên kia. À khoan trước đây ha. Khoan cây nước đi để mình xài nước sạch cho nó được an toàn tí. Dạ. À, xài nước sông ở đâu không? Dạ, xài nước sông này nó dơ quá. Ừ, dơ dày lắm. Dạ. Rồi hôm mưa đó rồi ngủ có bị tạt mưa không? Tạt mưa lại. Tạt ướt hết trơn. Dạ. Nhà ổng á. Anh không bỏ kiến. Nhưng sông tập tượng đây chứ ba. 4 mét, tới 8 mét thì 2 mét. Làm cây nước ở đây đi rồi mình làm cái chỗ che chống cửa lên cái này ấy chứ đi ra ngoài che mất không sắp vô không cũng được ừ, cái này nè à, đến cắt cái trái đó là gì cắt cái trái nữa không có trái bây giờ nâng tầm quá trong không tiền vô nhà mình tính cắt cái trái bằng cây hả bằng cây dạ để nấu ăn rồi ha không có bị mục tôn ha bên đây nè. À, vậy thì cô tụi con khoan cây nước cho gia đình, con thấy nghĩ là nên khoan ở sau này đi, mình xài nó êm hết. Dạ. Dạ. Nắng cái con đi ăn nè. Hôm nay đi rồi. Dạ. Cái này đi mình làm cái đi nữa làm cái nhà rồi làm cái khuôn viên rửa chén rồi cho con rửa chén rồi. Rửa cái này. Lên ra xe hơi. Rồi. Này con trai anh hả?
Thứ hai à? Nhiêu tuổi rồi? Hồi nghỉ học 7 tuổi làm với cha nè. Ờ. Vì nó học có tiền đi học thì làm nữa, hai cho con làm mướn. Nghỉ học lâu chưa? Nghỉ lâu rồi. 2-3 năm rồi. Ờ, vậy là đi học lại hết được rồi hả? Có tiền rồi, đi học. Đi học. Nếu mà có tiền là đi học được không? Được rồi. Nếu mà có tiền là được đi học lại phải không? Có một thằng thứ ba em nó ham học, nó học giỏi lắm luôn á. Vậy em cho nha. Học là học giỏi lắm, năm nào cũng có giấy khen, dạ. Có tiền nhà nước ta hỗ trợ mà. Nó học sinh giỏi cái người ta cho tiền á, mà nó thấy nhà không có tiền thôi đi làm bỏ nó nhà cho nó giữ em đó. Dạ. Nó học giỏi. Con học lớp mấy nghỉ? Dạ lớp 8. Lớp 8 hả? Rồi nghỉ bao lâu rồi? Nghỉ 3 năm rồi. Giờ nếu mà đi học lại học được không? Dạ không. Nghỉ quá hơn 1 năm là không học lại được hả? Uổng quá trời ha. Rồi con thứ ba còn học không chị? Nó nghỉ luôn rồi, tại nhà nó có tiền cho nghỉ hết rồi đó. Trời ơi trời. Nghèo rồi, cho nó nghỉ hết trơn. Tội hai đứa luôn, hai đứa hả? 4 đứa là. 3 trai 1 gái. Rồi giờ còn đi học được mấy đứa? Còn học được có hai đứa, đứa học mẫu giáo của hổm em dẫn lại với cái thằng nhỏ nhỏ đang thì lùi mà nó chạy vòng vòng. Ở đây là anh Quanh cũng là thợ làm nhà cho người nghèo, nhưng mà gia đình cảnh của anh cũng nghèo khó, con cái nghỉ học hết rồi. Thôi gắng làm với em đi anh, cái công trình nào mà làm nhà cho người nghèo thì em đi, anh đi làm với em để có tiền lo cho mấy đứa nhỏ. Còn vậy là còn học được hai đứa phải không? Dạ. Dạ. Mình cố gắng ha. Rồi có gì tụ trường tới có gì em giúp đỡ thêm cho mấy đứa cháu nó đi học. Này tới nữa là thành thợ hồ giỏi luôn rồi. Cũng gắng đi theo làm thêm mấy em đồ với nhóc này đi theo làm. Dạ dạ. Nhà em cũng dột rồi làm kiếm tiền để sửa. Nhà anh chị dột nhiều chưa? Dột nhà... 2 năm nay rồi đó. Nhà lá hả? Cái nhà kia thì của em vay tiền nhà nước hồi lúc đó mà cũng con đông quá là không có tiền trả cho nhà nước rồi nó cũng hư rồi. Chùi khô á chứ không có chùi nước được đâu. Chùi khô là nó mau hơn là chùi nước. Chùi nước nó dính luôn. Ở ngoài trời cũng đang mưa, chuyển mưa. Mưa hoài luôn hả ta? Ở đây tới vùng quê nghèo thì mấy đứa nhỏ không có bánh kẹo ăn đâu, thì mình có đem mấy bọc bánh kẹo lại cho mấy đứa nhỏ. Thầy chú xé cho con nghe.
Cái này trời mưa rồi ngủ trong ngoài đường không cô? Ngủ đúng gì nữa chừng nào ta ở ngủ. Vậy đó hả? Cái này nó không mưa đi. Thôi cố gắng đi nha cô, vài bữa nữa có ngôi nhà mới rồi nha. Bữa nay thì lót gạch xong rồi đó. Okay. Tội mấy đứa nhỏ quá, ở đây đâu có bánh gì ăn đâu hả cô? Ăn cơm không hả? Cái dùng nước mặn là khoảng 10 kg. Tôm là mua nhiều quá. Đi tới chỗ tôi điện họ đã chạy vô rồi. Điện nó đường thẳng nó đường có một cách nào qua cho. Vô vào mỏng mới thôi. Ruộng mới tới bỏ cỡ cỡ mười mấy công bắc đó mới tới nhà con chút không vườn bởi vì chỉ có công năng đi nó mới xin được cho người ta nước đó dạo từ thiện nào đâu á đi thiện gì đó gửi thì xài đi để lâu nó cũng hư à ủa ta xài đi hư bỏ đi Nam Giang rồi đó bà đó đó bà có gửi đó tôi không có vô về bả kêu con ở lại á mà con không dám ở ấy là chạy về mà con uống chén không phải ở lại cái ngập hết trơn luôn rồi đó ngập hết ăn mấy chén kia là khổ ngủ luôn ăn bánh là được cái bị đỡ rồi ngoại đây trời mưa con cũng về nhà là ngập thiệt nói đi ra tôi cũng ngập hết trơn sợ ở đây chữ vậy á. Hôm nay đi thăm các gia đình ở vùng sâu vùng xa thì cũng có các nhà cho bà con nghèo nơi đây. Ở ngoài trời mưa rất là lớn, đây mới có đầu mùa mưa thôi. Cũng rất là khó khăn cho cái việc thi công làm nhà.
đó. Thấy không? Đẹp lắm. Đường này trời mưa thì chỉ đi bộ thôi chứ đâu đi xe được. Mến chào cô bác. Thì hôm nay ngôi nhà của anh Danh Thanh Vũ đó, hôm trước nhà bị sập thì cũng được mấy anh em thợ cuốn nền xong rồi, thì có vô cái nền rồi đó. Thì do hôm nay trời mưa quá không có cán cái nền được, thì bắt đầu từ ngày mai thì sẽ cuốn cái nền cho gia đình. Thì hôm nay lại đây thăm gia đình thì cũng có gửi quà cho mấy đứa nhỏ nghe con. Đây kẹo dưới bánh nè con. À, cái này chị cắt cho nhỏ đây. À, đó. Đó, thầy cũng muốn gửi một vài hình ảnh đến cô bác Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ gia đình thấy được cái ngôi nhà cũng sắp được làm lại xong rồi. Sắp có ngôi nhà mới rồi chị mừng không? Ừ, cảm ơn cô bác Mạnh Thường Quân rất dạ. Nhiều. Chúc cô bác Mạnh Thường Quân dồi dào sức khỏe. Dạ. Thì làm ăn phát tài và sự như ý. Dạ. Cảm ơn Mạnh các nhà Mạnh Thường Quân rất nhiều. Trời, cái căn nhà mừng quá trời mừng luôn rồi. Ở đây là cái nhà này được làm với chiều dài bề ngang 4m, dài 10m. Do nhà này cũng con quá đông thì mình làm thêm cái bếp làm sao nấu ăn để cho gia đình. Chứ ở phía sau đó có làm thêm cái nhà tắm, cầu tắm nữa. Ở đây là gia đình của chị là đầy đủ hết luôn đó. Nhà lót gạch luôn. Ở vậy chúc gia đình nhiều sức khỏe nha chị. Hôm nay ảnh đi đâu rồi? Ảnh đi bắt cá rồi. À bắt cá à, hả? Hồi qua vô nền mấy bữa rồi không có cá có gì ăn ở dạ. Nhà không. Bữa nay đi cá ha. Vậy hôm nay em lại quay phim cũng muốn gửi đến hình ảnh cho cô bác theo dõi đó. Cũng xin phép về luôn nha chị. Cảm ơn. Mấy đứa lại đây nè, chú chia cho mấy cục kẹo nè con. Cái này cháu của chị. Cháu. Thôi vậy để vô chi vô nhà chia nhau ăn đi. Ừ. Nhà chị nha ha. Trả lại. Rồi gắng học nghe con. Đó máy rồi. Ba. Rồi gắng học nghe. Rồi sao? Ba hoài vậy? Rồi ăn tối ngày đó. Rồi chú Thiện lại có bánh tới cho bánh để cho nó ăn, ăn tí giờ hết bánh cái đòi mâm cái tay đi mua bánh cho ăn. Dạ. Suốt ngày. Thôi giờ em về đi chị ơi.